Xin chào các bạn đã quay trở lại nhóm review. Hôm nay nhóm sẽ tiếp tục review một cái sản phẩm thuộc Home Control, là thiết bị điều khiển từ xa bằng điện thoại. Đây là module MST021. Thì những video trước nhóm đã giới thiệu cho các bạn các cái module MST022 và MST024 rồi. Thì hôm nay sẽ có một sản phẩm nữa là không MST021. Thì nó cũng không khác mấy. Thì con này cũng điều khiển bằng tin nhắn. Thì nó khác với con 024, ở chỗ là nó sẽ đóng ngắt bằng dưa le. Đây, nó lại quay về đóng ngắt bằng dưa le. Thì cái ưu điểm hơn là nó sẽ có đóng ngắt được dòng cao hơn. Nhưng mà độ bền nó thì lại thấp hơn. Đây là các cổng ra, cũng như các bộ home control khác. Đây là nguồn vào 12V. Đây là khe sim. Thì con này khá là giống với con 022. Nên con 022 thì nó thiết kế rắc rắc cắm, rắc 3.5 để điều khiển bằng phím điện thoại. Ở đây có cái nút nhấn. Thì đây là có khe sim. Nó khác với con 022 ở đây và 024. Bây giờ mình tiến hành test. Bây giờ tôi đã kết nối xong. Tôi sẽ dùng một bóng đèn. Khe sim đằng sau các bạn lắp sim. Đây, khe sim đây. Khi bạn lắp sim, các bạn sẽ phải đợi nó 2-3 phút đấy, để cho nó ổn định. Khi nó ổn định thì cái đèn LED đỏ này, muốn ổn định, cái đèn LED đỏ này sẽ nháy chu kỳ 1 giây. Thì đây sẽ thực hiện được, điều khiển được. Đấy. Thì trong cái hộp này nó cũng có một cái tờ hướng dẫn này. Đấy. Đấy, các bạn thấy nó cũng có cái đợi 2-3 phút thì đợi. Rồi, bây giờ thì module nó ổn định, mình sẽ tiến hành test. Thì đầu tiên mình sẽ test với cái nút nhấn này trước. Thì cái nút nhấn này điều khiển trực tiếp sẽ đã đóng và tắt cổng ra ở đằng sau này. Đấy. Đấy. Nhấn để đóng và tắt trực tiếp thì module. Bây giờ mình sẽ thực hiện điều khiển điện thoại. Thì đầu tiên thì để đăng nhập vào thiết bị thì mình sẽ phải nhắn tin với cú pháp là admin.1234. Các bạn gửi cái số điện thoại các bạn lắp vào trong module sim. Đấy. Khi mà module xác nhận, các bạn nó sẽ trả về cái tin nhắn như này: bạn admin. Đấy. Thì câu lệnh tiếp theo là câu lệnh thay đổi mật khẩu. Đấy, thì bạn nhắn tin pass này với mật khẩu. Đấy. Mình sẽ đổi thành 1810. Vừa thành công. Vũ đang cứ đang trả lại tin nhắn cho mình. Thì cái này đang bị một cái là nó sẽ chỉ gửi cái thông báo thay đổi mật khẩu thành công về cái admin 1. Khi là mình đã dùng cái số điện thoại khác. Nó thông báo cho mình ở cái điện thoại khác đây rồi. Thì ở đây có thể là nó đang bị sai, chưa hoàn chỉnh. Thì mình sẽ tiếp tục câu lệnh tiếp theo, câu lệnh help kiểm tra thông tin thiết bị. Help. Đấy. Thì nó sẽ trả về cho mình hai cái số điện thoại admin.
tất cả những cái số admin nào đang tồn tại trong hệ thống và cả password nữa. Tiếp tục mình sẽ thực hiện bật thiết bị, cú pháp là bật. Đó, mình sẽ tắt đi. Đấy, nó sẽ trả về thông báo. Tắt. Ok, khá là ok. Thì cũng tương tự như các cái module MTS khác thì nó cũng có chức năng bật hẹn giờ. Thì mình sẽ bật thử nó trong 1 phút. Đấy, 1 phút sau thì nó sẽ tắt. Đấy. Thì hết phút nó đã tắt rồi. Tiếp theo mình sẽ thông báo thiết bị đã tắt. Nên bây giờ mình sẽ có lệnh là kiểm tra trạng thái của thiết bị. KT là kiểm tra trạng thái thiết bị. Đấy, trạng thái thiết bị đã tắt. Ok. Thì cũng có lệnh kiểm tra tài khoản. Đấy, nó sẽ trả về cái tài khoản của cái sim đang lắp trong máy. Đấy. Nó có lệnh nữa là reboot. Reboot sẽ khởi động ngoài thiết bị. Đấy, các bạn chú ý cái đèn này, nó sẽ ngừng. Đấy, nó sẽ đứng, nó sẽ reset. Nên khi nó nháy lại thì nó sẽ cái module sẽ hoạt động ổn định lại bình thường. Đấy. Vui lòng đợi 3 phút để thực hiện điều khiển. Đợi tiếp. Đấy. Thì hệ thống đang hoạt động ổn định trở lại. Thì đấy, ở đây còn một cái câu lệnh nữa, đó là câu lệnh reset. Nó sẽ khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị. Thì cái câu lệnh này nó sẽ reset toàn bộ số điện thoại trong cái sim. Thì đây là mình đang dùng sim riêng, mình sẽ không thực hiện câu lệnh này nữa. Mình đã nghịch ngu một lần, nó đã mất hết số điện thoại rồi. Thì video của mình xin được kết thúc tại đây. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm và theo dõi. Hãy đóng góp ý kiến cho nhóm review ở bên dưới. Nhớ like, subscribe kênh giúp chúng mình. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.